I've missed all of you. Please, make yourselves at home. Nhân sự kiện Eternal ra mắt trên nền tảng Disney Plus, video hôm nay sẽ phân tích những tình tiết đáng chú ý nhất và có thể gây khó hiểu trong bộ phim về những nhân vật huyền bí với sức năng lực lần đầu tiên xuất hiện trong MCU. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và bắt đầu thôi. Cảnh báo spoiler cho những ai không muốn biết trước nội dung phim ở dưới đây nhé. Mở đầu Eternals, chúng ta thấy lần đầu tiên bộ phim Marvel sử dụng chữ trên màn hình để kể câu chuyện mở màn. Phông chữ được sử dụng cũng khá cổ điển và quen thuộc với những ai dùng Word, na ná như Times New Roman. 6 điểm kỳ dị. Trong đoạn văn mở đầu, chi tiết Six Singularities, 6 điểm kỳ dị được đề cập chính là đang ám chỉ tới 6 viên đá vô cực. Theo lời giải thích của The Collector trong Guardians of the Galaxy, before creation itself, there were 6 singularities. Then the universe exploded into existence. Remnants of these systems were forged into concentrated ingots. Infinity Stone. Tức trước cả khi tạo hóa hình thành, đã tồn tại 6 điểm kỳ dị, sau đó vụ nổ Big Bang xảy ra dẫn đến sự tồn tại của sự vật, và những gì còn lại của 6 điểm kỳ dị đó tập kết lại với nhau, trở thành 6 viên đá vô cực. Điểm kỳ dị cũng là một hiện tượng vật lý, dẫn đến cả không thời gian đều sụp đổ. Như vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng, trong phạm vi MCU, chính vụ nổ Big Bang đã phá vỡ 6 điểm kỳ dị, giải phóng không thời gian và hình thành nên vũ trụ ngày nay. Các Celestial được lãnh đạo bởi Arisham tồn tại trước cả 6 điểm kỳ dị nói trên. Chúng ta cũng biết chính Arisham là nhân vật đã tạo ra mặt trời đầu tiên và mang ánh sáng tới vũ trụ. Celestials use energy gathered from host planets to create suns. Kể từ đó mới có sự sống. Có thể suy đoán rằng chính Arisham cũng là người gây ra vụ nổ Big Bang, giải phóng không gian thời gian, từ đó hình thành ra các hành tinh, dẫn đến việc tạo ra vũ trụ. Sau đó, Celestial này thấy vũ trụ quá lạnh lẽo nên quyết định tạo ra mặt trời để sưởi ấm và từ đó sự sống bắt đầu. Việc Arisham sở hữu 6 hốc mắt có thể liên quan đến 6 điểm kỳ dị. Có thể trước đây, 6 hốc mắt này chứa 6 viên đá vô cực, nhưng từ sau khi giải phóng những điểm kỳ dị để hình thành nên vũ trụ, thì Infinity Stones không nằm trong những vị trí ban đầu này nữa mà phân tán khắp nơi. Nếu đúng thật là như vậy thì có thể xem những viên đá vô cực là các phong ấn của những điểm kỳ dị. Nguyên tắc khai sinh Celestials. Sự cân bằng trong chuỗi thức ăn bị phá vỡ khi những con quái vật Deviant xuất hiện và ăn thịt những loài có trí thông minh. Về nửa sau của phim, chúng ta sẽ biết rằng chính Arisham là người đứng sau việc tạo ra loài Deviants với mục đích để chúng tiêu diệt những loài săn mồi mạnh mẽ đứng đầu chuỗi thức ăn, đảm bảo sự phát triển của những loài yếu hơn nhưng có trí tuệ, ví dụ như con người. Tất cả đều nhằm mục đích tạo ra nhiều Celestial hơn, bởi vì những hạt giống Celestial sẽ được ẩn chứa và sau đó khai sinh ở những hành tinh sau khi hành tinh đó đạt đủ lượng dân số sở hữu trí tuệ và cảm xúc. Tuy nhiên, Deviant sở hữu sức mạnh to lớn. Chúng tiến hóa và cuối cùng phản bội lại nhiệm vụ mà Arisham giao phó, quay ra ăn thịt luôn loài người, trở thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn, Apex Predator, với mục đích hủy diệt mọi sự sống chúng gặp. Mục đích tạo ra thêm Celestial nhằm đẩy càng nhanh tốc độ tiến hóa của vũ trụ, bởi vì bản thân một Celestial đã mang sức mạnh cực kỳ to lớn, tạo ra sự sống mới sau khi những sự sống cũ đã bị hủy diệt. Cersei sau khi lấy được năng lượng từ Tiamat, sau khi kết nối lại Celestial sơ sinh này vào Unimind, đã có khả năng phá vỡ những giới hạn do Arisham đặt ra, đó là khiến Sprite trở thành một người bình thường. Từ đây, chúng ta có thể mường tượng ra sức mạnh của một Celestial nếu khi được sinh ra. Có thể việc tạo ra hàng loạt những sự sống mới khác không phải là một vấn đề quá khó. Chúng ta có thể lấy ví dụ của Ego, Celestial xuất hiện trong MCU trước đó. I'm what's called a Celestial, sweetheart. Hắn ta hẳn là kết quả của một Emergence, sự khai sinh của Celestial thành công. Chúng ta cũng sẽ biết ở nửa sau Eternal rằng Emergence sẽ dẫn đến sự hủy diệt của toàn bộ hành tinh nơi nó diễn ra. Và một Celestial sẽ vực lên từ đống đổ nát. Điển hình là sự hủy diệt của hành tinh Century 6, theo lời kể của Thina sau khi ký ức về những nhiệm vụ trước đó trở lại với các Internal. Everyone in Century 6 is going to die. Theo lời kể của Ego trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, hắn ta ý thức được sự tồn tại của mình hàng triệu năm về trước, và khi hắn ta được sinh ra xung quanh không hề có bất kỳ sự sống nào. Chứng tỏ sự kiện Emergence khai sinh ra hắn trước đó đã hoàn toàn tiêu diệt mọi hành tinh và sự sống xung quanh. Cũng trong bộ phim này, chúng ta biết rằng dường như Celestial có thể được tạo ra bằng cách giao phối giữa Celestial và các loài khác. Ví dụ như Ego và Meredith Quill sinh ra một cá nhân sở hữu gen của Celestial, cụ thể là Peter Quill, nhưng khả năng này là cực kỳ thấp. Nguồn gốc các Eternals. Trở lại với lời dẫn chuyện, phim cho chúng ta biết rằng nhằm lấy lại trật tự và tiêu diệt lũ Deviants, Arisham gửi các Eternals, những sinh vật bất tử với hình dạng con người với sức mạnh đặc biệt, lòng trung thành với Eternals tới từ hành tinh Olympia đến. Tuy nhiên, sự thật Eternals là những nhân vật được tạo ra bởi Arisham, và trước khi tới trái đất, họ đã được cử tới các hành tinh khác với cùng nhiệm vụ tiêu diệt Deviants và không can thiệp vào những vấn đề không liên quan tới Deviants. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ để Emergence diễn ra, cụ thể ở đây là trên hành tinh Century 6, sẵn sàng đến một hành tinh khác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo lời Arisham, giữa hai sản phẩm mà ông ta đã tạo ra, Deviants có thể tiến hóa trong khi Eternals thì không. I built and programmed you, Eternals, to be synthetic beings and incapable of evolution.
to correct my mistake. Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng sự tiến hóa của hai loài diễn ra theo những hướng khác nhau. Deviants tiến hóa về mặt thể chất, sức mạnh và sự tàn bạo, trong khi Eternals phát triển về mặt tâm lý, trí tuệ và lòng trắc ẩn theo thời gian. Có thể đây chính là điều mà Arisham đã nhận thấy sau khi Eternals quyết định bảo vệ loài người thay vì thực hiện nhiệm vụ. Và ông cũng đã chấp nhận để con người tiếp tục tồn tại. I will spare them, and I will return for judgment. Tạm thời gạt sang một bên lý thuyết về sự hủy diệt dẫn đến tái sinh. Ở nửa sau của phim, khi Crow hấp thụ được sức mạnh của một Eternal, hắn ta đã có thể tiến hóa thành dạng người, thể hiện sự kết hợp giữa sức mạnh của Deviants và nhân cách con người của các Eternals. Qua trận chiến với lũ Deviants ngay đầu phim, chúng ta được nhận thấy sức mạnh và khả năng của một số Eternals. Tổng cộng 10 Eternals đã xuất hiện và mỗi người có một khả năng đặc biệt bao gồm Ajax, nhưng không phải ở Amsterdam, thủ lĩnh của Eternal, gọi là những Prime Eternal, sẽ có khả năng giao tiếp với Celestial và biết được nhiệm vụ thực sự không phải là bảo vệ loài người mà chính là để họ sinh trưởng và rồi bị diệt vong bởi Emergence. Cersei, nhưng không phải trong Game of Thrones, là thủ lĩnh của Eternal sau Ajax, khả năng đặc biệt có thể thao túng những vật chất vô tri, biến chúng thành dường như bất cứ thứ gì cũng mong muốn. Icarus, người trung thành nhất, có niềm tin kiên định nhất với kế hoạch của cả Arisham và được xem là Eternal mạnh nhất. Khả năng đặc biệt của Icarus đó là Superman, anh có siêu sức mạnh, có thể bay, phóng ra tia năng lượng từ mắt. Athena trong MCU, đây chính là hình tượng nữ thần Athena của người dân Hy Lạp cổ đại, hình thành trong thời gian các Eternal ở tại vùng đất này trong quá khứ để chiến đấu với các Deviants. Sức mạnh đặc biệt của cô chính là tạo ra, thay đổi và sử dụng linh hoạt những vũ khí cận chiến bằng Cosmic Energy đủ mạnh để đâm xuyên qua các lớp da của Deviants. Gilgamesh, Eternal có sức mạnh khủng nhất, năng lực đặc biệt của anh khá giống với Athena khi có thể tạo ra một lớp Cosmic Energy bao quanh nắm đấm để tăng sức mạnh. Kingo, Eternal nổi tiếng với thế giới loài người nhất, với khả năng sạc Cosmic Energy và sau đó phóng chúng ra từ một ngón tay để tấn công. Thastos, Edison của Eternal, với khả năng sáng chế ra rất nhiều thứ bằng khả năng đặc biệt của mình, đó là tạo ra bất cứ thứ gì bằng Cosmic Energy. Mercury, một Eternal khiếm thính, nhờ vậy mà không bị ảnh hưởng bởi sóng siêu âm gây ra bởi tốc độ khủng khiếp của cô. Tốc độ của cô cho phép tạo ra một luồng sóng âm tấn công Deviants. Cô cũng là một Eternal đã tới gần như mọi ngõ ngách trên thế giới. Drake, một giáo sư X nhưng có tóc, với khả năng ngoại cảm sử dụng năng lực Cosmic Energy, thậm chí có thể điều khiển cả một cộng đồng trong một thời gian rất dài. Sprite, Eternal người học sinh nhưng tâm lý phụ huynh, với khả năng tạo ra ảo ảnh để đánh lừa người khác, khả năng của Sprite trở thành người truyền bá cho những thần thoại, cổ tích cho hàng loạt những thế hệ con người, và sau này tên của cô được trở thành một loại đồ uống. Ở cuối phim, sẽ có thêm một Eternal nữa xuất hiện, người từng được cử lên hành tinh Titan, nhưng cuối cùng chống lại lệnh của Arisham và Chu Du khắp vũ trụ. Eternal này còn là anh em của Thanos, đó chính là Star Fox, hay tên thật là Eros. Matt Weary. Chúng ta có thể nghe đề cập đến cụm từ Matt Weary, một căn bệnh về não xảy ra với các Eternals. Matt Weary. Những Eternals tuy sở hữu siêu sức mạnh, nhưng bản chất bộ não của họ có thể nói là khá giống con người. Nếu như một người bình thường theo thời gian có thể bị mắc bệnh Alzheimer, dẫn đến việc quên đi những sự kiện xảy ra gần nhất, rồi dần dần dẫn tới mất khả năng vận động và cuối cùng là cái chết. Thì Matt Weary có lẽ cũng xảy ra từ từ giống như vậy, chỉ khác biệt đó là khoảng thời gian này có thể kéo dài hàng thiên niên kỷ hoặc lâu hơn nữa, khi não bộ của những Eternals liên tục phải tiếp nhận những tri thức mới trong một quãng thời gian dài, rồi sau đó bị xóa hết ký ức để chuẩn bị đặt chân lên một hành tinh mới. Chính điều này khiến bộ não của họ chịu tải quá nặng dẫn đến căn bệnh nói trên. Thina là thành viên Eternals duy nhất trong bộ phim này từng trải qua Matt Weary. Cô cũng là thành viên duy nhất có những mảnh ký ức sót lại về nhiệm vụ trước đây mình đã từng thực hiện trên hành tinh Century 6. Thina cũng là Eternals ít gắn bó với các Eternals còn lại nhất khi cô thường chọn sống một mình. Và người duy nhất cô gần gũi chính là Gilgamesh. Stay here. Say it. Có thể nói đây là một Eternal đặc biệt, và vì tâm lý khá khác biệt với những thành viên còn lại, Thina là người duy nhất mắc phải Matt Weary. Ebony Blade. Trong đoạn post-credit, chúng ta có thể thấy thanh gươm Ebony Blade, một thanh gươm thần với một sức mạnh to lớn nhưng ẩn chứa trong đó là lời nguyền đen tối. Được rèn nên như một phiên bản tà ác của thanh Excalibur huyền thoại, Ebony Blade có thể khuếch đại những tính cách xấu xa của người sử dụng nó. Ngoài tăng sức mạnh cho người sử dụng, nó còn ngày càng mạnh hơn tỷ lệ thuận với độ tàn ác của kẻ sử dụng nó. Theo như tà thần No, thì thanh gươm này ẩn chứa những cơ chế cộng sinh mà tiềm năng có thể giải phóng sức mạnh khủng khiếp hơn rất nhiều những gì người phàm trần có thể tưởng tượng. Không biết giờ thanh gươm này có kết nối No, chủng tộc Symbiote và Venom với MCU không nhỉ? Những người sử dụng thanh gươm này sẽ mang danh xưng Black Knight, được cung cấp sức mạnh và một bộ trang phục và khả năng miễn nhiễm với các loại sát thương. Trong comics, Dane cũng từng chia sẻ nguồn sức mạnh với Cersei, khiến anh sở hữu sức mạnh, tốc độ được tăng cường. Đây cũng có thể là hướng phát triển của Dane trong phần phim tiếp theo. Ngoài ra, giọng nói phát ra ở cuối đoạn credit đã được xác nhận là của Mahershala Ali, hay chính là Blade, thợ săn ma cà rồng. Đây có thể dẫn tới màn debut của Wesley Snipes trong tương lai. Trên đây là video phân tích những chi tiết quan trọng trong Eternals. Hãy chia sẻ cảm nghĩ về bộ phim ở bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất tới The Technicers. Xin chào và hẹn gặp lại!